rất xa. Về đến sống trong mơ khi anh nhớ người, được ngắm nhìn nụ cười, nụ cười dù có đôi khi hững hờ, nhưng anh không phải đợi chờ, đợi chờ người đến rồi sẽ ở lại như chưa từng tồn tại. Nên trong từng đêm giờ đây của anh cũng đều là của em. Cứ đây này này, xoay trái tim này, anh luôn mong sẽ mới giữ tất cả những từ khiến cho em luôn mỉm cười. Lý do anh tồn tại, mùi hương đó cho anh tê dại, rồi quyến luyến trong bao đêm dài, chẳng cần sốt.